Xin chào anh chị nhé. Hiện tại tôi đang đứng ở đây là mặt đường DT753 thuộc ấp Cây Cầy, xã Tân Hưng, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước anh chị ha. Cứ đi thẳng đường này ra là mình ra được thành phố Đồng Xoài, ra được DT41, ra được quốc lộ 14 về trung tâm thành phố Đồng Xoài anh chị ha. Và về được tỉnh Bình Dương, Đồng Nai, thành phố Hồ Chí Minh anh chị nhé. Và anh chị quay lại đây ạ. Quay lại đây thì mình đi được tỉnh Đồng Nai rồi lại về được tỉnh Bình Dương anh chị ha. Đó. Và hôm nay thì tôi sẽ giới thiệu cho anh chị một miếng đất cách cái đường DT753 này khoảng 600-700 mét anh chị ha. Miếng đất này thì ông chủ ông ấy trồng sầu riêng hai mặt đường anh chị nha. Thì bây giờ tôi sẽ quay từ mặt đường DT753 đi vào miếng đất đó anh chị ha. Miếng đất này thì có diện tích là 1 mẫu 4 hai mặt đường. Một mặt là 190 mét và một mặt là được 80 mét, hai mặt đường bê tông như thế này đấy chị ha. Cứ đi thẳng con đường này vào là đi khoảng 600-700 mét là tới đất sầu riêng này anh chị ha. Bây giờ thì mời anh chị cùng tôi lưu thông từ mặt đường DT753 đi vào trong một mẫu tư này nhé anh chị nhé. Đấy, đường này anh chị ha. Con đường này là tiêu chuẩn là 6 tấn này anh chị nhé. Trên 6 tấn là nhà nước người ta và người dân ở đây người ta không cho mình lưu thông đâu anh chị ha. Đó, bắt đầu từ đây anh chị nhé. Một lần nữa đi tôi quay lại này. Đó, mặt đường DT753 này. Đó, rồi đây mặt đường DT753 này. Đó anh chị ha. Rồi, bây giờ thì mời anh chị cùng tôi đi vào tham quan miếng đất 1,4 hecta hai mặt đường anh chị nhé. Mời anh chị. Đó. Từ ngoài DT753 vào đây vào cái đất một mẫu tư khoảng chừng 600-700 mét thôi anh chị nhé. Ở trong này thì người ta trồng sầu riêng, người ta trồng bưởi da xanh và các loại trái cây rất là nhiều. Đất ở đây đất đỏ Ba Gian anh chị nhé. Đó, đất đỏ Ba Gian. Tôi đang lưu thông rất là chậm anh chị nhé, để cho anh chị khi xem video nó được một cái hình ảnh chất lượng nó tốt hơn. Đi nhanh quá thì gió nó ù cũng như là rung thì anh chị sẽ không xem được anh chị nhé. Đó. Đây bắt đầu đến đây là người dân người ta trồng này. Bên này hộ này người ta trồng là sầu riêng rồi bưởi da xanh và xây một cái nhà yến rất là lớn ở giữa đất này. Đó, anh chị thấy không? Hộ này người ta còn đào thêm một cái ao nữa này, đó để cung cấp nước tưới cho cái vườn trái cây của họ. Anh chị thấy không? Rất là đẹp anh chị nhá. Nhìn đẹp không ạ? Đó, anh chị thấy không? Đây không phải là cái vườn một mẫu tư đâu anh chị nhá. Đó, không phải vườn một mẫu tư nhá. Tại tới đây gặp vườn trái cây tôi dừng lại tôi quay cho anh chị xem thôi. Còn đây là vườn sầu riêng trên cái quả đồi này đây. Đó, người ta trồng sầu riêng. Chị ha. Giờ mình lưu thông tiếp đi thẳng. Đó. Đó, ở đây thì người ta trồng bưởi này. Đó. Rồi, sầu riêng này. Đó. Thế nào ạ? Đó. Bưởi, sầu riêng các loại. Ở đây thì đường bê tông hóa rồi điện đầy đủ nhá. Internet cáp quang người ta cũng mắc vào tận nơi chị ha. Đó. Để phục vụ đời sống cho công nhân ở đây. Đó. Đó, có chú kia chú đang cắt cỏ cho sầu riêng kìa anh chị. Ở đây có một cái trang trại mới này. Đó, hôm nay người ta mới bắt đầu cắt hết cao su, người ta móc gốc này. Đó. Đây. Chị thấy không? Đó. Chị ha. Cái vườn bưởi da xanh này nó có cái chiều dài mặt đường rất là dài. Tôi đi từ vườn đến giờ là chưa hết cái mặt đường của họ. Đó. Cái vườn bên này vườn trái cây luôn này. Hôm nay người ta móc gốc cao su này. Đó. Chị thấy không? Đó. Đến vườn cao su này mới hết cái vườn bưởi này anh chị nhé. Vườn bưởi nhau này mặt đường dài thật. Đó. Rồi đi hết con dốc này là tới cái đất một mẫu tư này. Tới đây người ta trồng trái cây lên tận đây này. Cái vườn cao su này người ta mua này. Đó, vừa cái máy móc nó móc là thuộc cái đất này này anh chị ha. Đó.
dưới đây luôn anh chị nhá. Rồi tới vườn một mẫu tư rồi anh chị ha. Một mẫu tư này thì có hai mặt đường như lúc đầu video tôi có chia sẻ. Đây ạ, đây là vườn sầu riêng này, một mẫu tư này. Đó anh chị nhá, tôi chia sẻ lại nhá. Bắt đầu từ cột bê tông này là đầu đất anh chị ha. Đó, quay ra đây. Tính từ đây ra ngoài đường DT753 mà lúc đầu video tôi có quay và giới thiệu cho anh chị á, thì khoảng 6 đến 700 mét anh chị ha. Đó, và cái vườn sầu riêng này thì nó có hai mặt đường. Cái mặt tôi đang đứng ở đây là 190 mét. Chút nữa xuống dưới kia nó còn một cái mặt sang bên này nữa là 80 mét. Toàn bộ là trồng sầu riêng, hệ thống tưới tiêu đầy đủ. Ông chủ này ông làm rất là kỹ nhá. Xung quanh có đào mương này. Đó, đào mương hết. Đó, mương đó anh chị ha. Mương đó, đó, đó. Chút nữa thì tôi sẽ đi từng góc cạnh của đất rồi quay cho anh chị xem anh chị nhá. Đó anh chị ha. Đó. Rồi, bây giờ mời anh chị chạy về mặt đường bên kia. Đó, bây giờ tôi sẽ chạy xe, tôi quay cho anh chị xem. Đó, tôi nhắc lại nhá. Đất của mình thuộc ấp Cây Cầy, xã Tân Hưng, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước. Cách DT753 thì khoảng chừng 6 đến 700 mét thôi. À quên, tôi chưa nói. Từ đất của mình đi thẳng cái đường bê tông này này, ra 200 mét là gặp đường nhựa luôn nhá. Gặp đường nhựa liên xã, nghĩa là đầu nào cũng gặp đường nhựa. Đầu bên này thì gặp đường nhựa liên xã 200 mét đó thôi. Đấy. Quay lại đây. Đi 6-700 mét nữa là gặp đường DT753. Đường thông hết, thông thoáng hết anh chị nhá. Đấy. Rồi mà anh chị đi ạ. Mặt bên này là 190 mét nhá. Đó, đây, vườn sầu riêng một mẫu tư nhá. Đó. Đó. Đó, cái hệ thống tưới tiêu của họ kìa. Chút nữa tôi và anh chị cùng tham quan anh chị ha. Trước khi vào vườn thì tôi chạy vòng quanh mấy con đường này trước để cho anh chị hình dung nhé anh chị ha. Đấy, như tôi vừa có chia sẻ thì đất là hai mặt đường. Đất là hai mặt đường, tôi xin phép tôi đậu xe ở đây. Đây, tôi quay lại này. Đó. Cái mặt bên này là 190 mét và mặt bên này là 80 mét anh chị ha. Đó, trước khi vào vườn thì tôi sẽ đi xung quanh nhá chị nhá. Xung quanh trước. Con đường bê tông này đường rất là lớn anh chị thấy không? Cái mặt bên này là cái đường này 3 mét này. Bây giờ nó làm chuẩn bị làm thêm một cái làn bên này nữa này. Đó, tại vì sao cái làn đường này làm rộng như vậy? Tại vì con cái đất của mình nó nằm trên mặt đường bê tông này, mà mặt đường bê tông này nó nằm giữa hai con đường nhựa lớn. Bên kia là đường liên tỉnh DT753 cách 6-700 mét thôi. Bên này là cách đường nhựa liên xã khoảng 200 mét thôi. Đó, bây giờ chắc tôi chạy xe ra đó tôi quay cho anh chị luôn trước khi vào đất anh chị ha. Đó, còn đây là con đường bê tông bên hông này thì nó được 80 mét anh chị ha. Đó, bây giờ tôi chạy xe ngoài ra ngoài đường, tôi quay cái đường nhựa liên xã xong quay vào đây mình tham quan đất. Rồi, mời anh chị ra đường liên xã nhé. Nó gần lắm. Đó, con đường này tới đây nó mở rộng ra như này này anh chị ạ. Đó, nó mở rộng thêm một làn nữa. Đúng ra tiêu chuẩn đường bê tông nữa thì nó chỉ một làn như này thôi. Nhưng mà ở khu vực này thì do là nó nằm ở giữa hai con đường nhựa. Một là con đường nhựa liên xã, một là con đường nhựa liên tỉnh. Nên là nhà nước người ta mở rộng thêm một làn nữa để cho thông thường nó thuận tiện hơn. Đó. Đó, anh chị thấy chưa? Chuẩn bị tới đường nhựa nhá. Đất đây đất đỏ Ba Gian màu mỡ. Nên là những hộ gia đình ở đây người ta chọn cây trồng cây ăn trái là như vậy ha. Đất này tốt lắm. Đó, cái cổng chào đó là đường nhựa anh chị ha. Vừa ấy ngoài DT753 tôi đi vào nó có một cổng chào y như này. Thì cái mặt bên này nó có một cái cổng chào y như này anh chị nhá. Đây, hai bên. Thì cả cái đoạn đường này thì nó cũng rơi vào khoảng một cây số thôi. Đó. Đây là con đường nhựa này. Đó anh chị ha. Đi thẳng đường này ra là mình lên được quốc lộ 14 xã Đồng Tâm rồi lại về thành phố Đồng Xoài được. Đó, mình ra đây thì lại ra được đường liên tỉnh DT753 rồi về thành phố Đồng Xoài và đi quốc lộ 14 DT41 luôn. Nói chung là nó thông nhau hết anh chị ha. Đó, bây giờ mà anh chị quay lại đất nhé. Đó, đấy. Thì đầu video tôi quay là đầu đường bê tông bên kia. Đó, video này thì tôi quay đầu đường bê tông bên này, nghĩa là cả cái con đường bê tông này
thì nó chỉ có khoảng một cây số thôi, cây số đây anh chị ha. Đó, bây giờ mời anh chị vào đất nhá. Từ đây vào đất khoảng 200m thôi. Đó, hai mặt đường. Đó, con đường này là đường 6 tấn nhá. Đó, trọng tải 6 tấn. Đó, đây là đất 1 mẫu 4 nhá anh chị nhá. Cái miếng đất này thì tuyệt vời. Nằm hai ngay góc hai mặt đường luôn. Đó. Ngay góc hai mặt đường luôn anh chị ha. Đó, tôi quay lại một lần nữa này. À, từ đây ra là đường nhựa là 200m này. Đường nhựa liên xã anh chị nhá. Đó, còn từ đây ra đường DT753 như vừa tôi có chia sẻ thì khoảng 600-700m anh chị ha. Đấy, cả con đường bê tông này khoảng cây số thôi nhá mấy. Đấy. Còn đường mặt bên này thì là nó được 80m. Mặt bên này được 190m anh chị ha. Còn bây giờ tôi sẽ cùng anh chị đi vào tham quan đất. Đó. Anh chị chờ tôi một chút ha. Đó. Anh chị chờ tôi một chút anh chị nhá. Rồi bây giờ nhờ cái bạn quay phim quay cho tôi, rồi tôi cùng anh chị đi tham quan miếng đất này anh chị ha. Đó. Rồi chào anh chị ha. Một lần nữa tôi nhắc lại nhá, ở đất của chúng ta đang xem đây là có hai mặt đường, mặt bên này được 190m và mặt bên này được 80m anh chị ha. Diện tích là 1 hecta, 1 hecta 4, 1 mẫu 4 anh chị nhá. Toàn bộ là trồng sầu riêng, hệ thống tưới tiêu đầy đủ, thuộc ấp Cây Cầy, xã Tân Hưng, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước anh chị ha. Và bây giờ tôi mời anh chị cùng tôi tham quan miếng đất này. Bắt đầu từ đây nhé, đi góc này, bọc bên kia, bọc sang kia, bọc về đây, bọc về đây là hết đất. Chị mời anh chị đi đường mặt này trước nhé. Bắt đầu từ đây anh chị ha. Anh chị chờ tôi chút, tôi dắt xe ông đây, không tí ô tô người ta đi. Được rồi. Anh chị thấy không? Cái làn đường này rất lớn. Đúng ra đường liên thôn liên ấp người ta chỉ có một làn này thôi, nhưng ở đây người ta làm chuẩn bị làm hai làn cực kỳ lớn. Và cái miếng đất này nó nằm trên hai mặt đường, làn nào cũng được mở rộng, làn này cái làn bên này mở rộng này, làn bên nó mở rộng. Đất đen đất đỏ ba gian hết đấy, vườn của mình đang xem đây. Con đường này người ta bắt đầu trải đá xanh này, tới đây người ta đổ bê tông luôn anh chị nhé. Cái cây thuốc, xịt thuốc đấy anh chị ạ. Đó, xịt thuốc đấy. Người ta chỉ cần ấn nút thôi là nó tự dòng đến từng gốc cây luôn anh chị ha. Đấy, gốc nào cũng có, gốc nào cũng có một cây dây đó nhé. Rồi, đến đây là hết đất này anh chị. Đến đây là hết cái mặt 80m nhé. Đất 12 mặt đường mà. Đó. Đây, từ cái hàng cây cao cao này đây, hất về bên này là của 1 mẫu 4 sầu riêng. Còn từ bên này hất về đây của hàng xóm. Mời anh chị vào đất. Quay phim đi ra này. Rồi, như thường lệ thì tôi sẽ đi từng góc cạnh của đất anh chị ha. Bắt đầu đi từ đây. Đó.
đất này thì ông chủ này ông rất là kỹ nha anh chị nhá. Ông ấy móc móc theo móc thêm một cái rãnh cái ranh giới này. Đó. Rồi đây. Đó. Anh chị ơi, đây có trái. Trái này cháy cháy. Cái này cháy cháy bí hả? Cháy bí đúng không ạ? Đấy. Anh chị thấy không? Đất tốt, cực kỳ tốt luôn, nhìn cái trái này, lá này, lá xanh gì luôn. Cái đọt này ăn được này. Đọt này anh chị mà ra chợ mà mua đọt bí là đọt này này anh chị ạ. Tí chắc tôi phải hái về làm một bữa cơm chiều ha. Ông chủ chửi cũng kệ. Đây nữa này. Đây nữa này anh chị. Tí cho những cho xin trái. Không, đã vào đây rồi thì không có chủ thì xin như vậy là gọi là ăn trộm thôi, thì mang tiếng ăn trộm thì lấy luôn. Đó. Cái gì đâu. Đấy. Đây nhá. Ống này này. Ống này là ống vừa là tưới nước, vừa là dòng để xịt thuốc này, ống đó ống thuốc đấy. Đấy, đổ riêng. Đấy, nói chung là hệ thống tưới tiêu thì ông chủ này ông ấy lắp đặt sẵn rồi anh chị ha. Đấy, cây này là cây bơ, cây bơ này. Đấy. Đấy, mời bạn quay phim đây. Bây giờ bạn quay phim quay một vòng luôn, quét camera một vòng từ đó sang bên đó luôn. Tại vì sao chủ này người ta không làm cỏ? Vì cái cỏ nó sẽ giữ độ ẩm cho đất anh chị nhá. Nếu mà làm hết là đất nó bị khô anh chị ạ. Đó. Bơ. Đây, mấy chị ở đây. Đây. Đây 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 đây. Chị vào đây. Đây. Bắt đầu từ cái ống đó. Đó, nha. Rồi. Hệ thống tưới tiêu người ta. Đó, bạn quay phim cố gắng chỉnh cho cái hình ảnh nó sắc nét một chút. Cái hệ thống tưới tiêu này người ta lắp đặt hết vào giữa vườn rồi. Đó. Đây là xin lỗi. Những cái ống mà anh chị đang nhìn thấy đây á là ống chính nằm ở giữa vườn, bắt đầu chia ra như xương cá vậy đó. Chia ra thành những ống nhỏ như này. Anh chị nhá. Đấy, còn đây là đường chính của nó. Mời anh chị đến phần bên này cho nó hết cái mặt bên này. Đọt bí à? Nhìn ngon quá. Đó, gì em? À, xin lỗi anh chị, em nghe anh. À, chưa, đang ở trong 1 hectare anh. À rồi, để em làm xong cái đáng rồi em điện anh. Ở chỗ nào em tới. Yeah. Cây này là cây chôm chôm. Anh chị ạ, cây chôm chôm anh chị nhá. Đấy, ông chủ này ông dòng từng cái ống xịt thuốc này. Ống này vừa là xịt thuốc vừa xịt nước. Ừ. Sao gọi xịt nước rồi anh chị lại la tôi nhỉ, bơm nước. Thì cái lúc này là còn nhỏ, người ta đâu có thể xịt trực tiếp được. Người ta phải dùng cái mấy cái bét tự động này này. Chứ còn nếu mà cứ xịt thẳng vào thì nó bung hết gốc lên. Đó, thì tôi nói xịt thì cũng đúng thôi anh chị ạ. Đấy. Để tôi đi, tôi chỉ quan tâm với cái ngọn bí này thôi anh chị ạ. Rồi, đấy anh chị theo. Đất của mình là hình chữ L nha anh chị nhá. Đấy, đẹp không? View này đẹp quá. Cái đất này view nó đã đẹp rồi. Mà cái địa hình nó cũng đẹp nữa. Đất tốt. Ôi, cái bí này. Ui, đầy trái nữa này. Tôi rất thích là trồng trọt anh chị ạ. Nhất là trồng mấy cái rau, cỏ, cây cối như này này. Tôi thích làm vườn lắm anh chị ạ. Đó. Đây này anh chị thấy không? Ông chủ này ông ấy đào cái mương này để cách biệt đất của ông với đất của hàng xóm đấy. Đó, ranh giới rõ ràng luôn. Dưới đây ông có trồng hàng chuối này anh chị. Chuối này. Cái cây này nó có
trái này. Tôi nghiêng camera bên này. Đây lại thêm một ống chính nữa nhá. Đó, thế là cái vườn này có hai cái ống ống chính đấy. Đấy, từ ống này nó chia ra những cái ống xương cá nhỏ nhỏ để đi khắp vườn anh chị ha. Nhanh chị nhá. Đây này. Lên đường bê tông đó. Đất này nếu mà đất này mà ngoài thành phố Đồng Xoài hoặc là gần trung tâm thị trấn thì chắc mấy công ty bất động sản nó mua để nó phân nền hết anh chị ạ. Nó đẹp quá mà. Bên này 190m. Bên kia 80m. Mặt đường xung quanh và cái chiều hậu nó không quá sâu, vừa đẹp để phân lô bán nền luôn á. Mấy anh chị mà ở gần chút mấy anh chị chắc là gom anh chị mua luôn mấy công ty bất động sản mà phân lô bán nền anh chị ạ. Nhìn đất này nó đẹp quá. Mời anh chị về đây nhá. Đến đây là hết cái góc bên này này. Vừa tôi đi là từ cái đường bê tông đến kia, rồi bọc lên đây, rồi băng về đây anh chị nhá. Đó. Rồi bây giờ mình sẽ đi từ đây ra mặt đường bê tông, xong từ đầu bên này sang đầu bên kia. Đó, là hết video anh chị ha. Đấy. Ông chủ này bên mặt bên này cũng móc này. Bây giờ mình đi nhá. Đi thẳng lên nhá. Đi hướng nào ta? Đi vào vườn của mình hay là đi nhờ vườn hàng xóm? Đi nhờ vườn hàng xóm đi, rồi quay sang vườn của mình nhìn cho nó dễ. Đây. Đấy, hơi quay camera về như này. Đó, quay về vườn của mình một lỗ chút nữa nhé. Tôi đi sang vườn nhé, bạn quay phim đi cẩn thận nhé, không nhé. Ở đầu ở mặt đường á thì ông chủ này ông có rào bằng dây kẽm gai với cái cọc bê tông này. Đó, chị nhìn thấy không? Đó chị ha. Đó thì bây giờ tôi tìm cái lỗ tôi chui qua. Rồi cho bạn quay phim chui luôn này. Đấy, chui quá. À, chờ tôi một chút anh chị nha. Rồi. Đây. Mọi người quay lại đây. Đây nhá. Đó, cọc bê tông này là ngay đầu đất này, đầu phía bên này nhá. Đó, vừa tôi đứng ở đầu bên kia. Chạy dọc sang kia là 190m là mặt bên này. Đi thẳng đường này ra 200m là tới đường nhựa liên xã. Đi thẳng đường này ra là qua hai vườn trái cây ấy. Bên này người ta mới mua vườn điều với cao su, đây là tới đây người ta trồng sầu riêng với bưởi da xanh luôn này. Đó, ở đây người ta trồng trái cây nhiều lắm. Thì từ vị trí tôi đang đứng ra ngoài đường lên tỉnh DT753 khoảng 600-700m gần lắm. Rồi bắt đầu từ đây nhá, mình đi hết mặt bên này.
hơi quay về vườn của một mẫu cây này nhé. Chê đấy anh chị ạ, rất là tốt, đất đỏ ba gian tốt lắm. Tới đây người ta làm thêm cái làn này nữa thì tuyệt vời, không có gì để chê. Đó. Tiền nào thì của đó anh chị ạ. Mình muốn rẻ thì mình vào hẻm, ô tô đi chẳng được, xe máy đi còn khó, đúng không? Còn ở ngoài đường ô tô đi được, xe máy đi được, xe tải đi được thì cái giá nó lại mắc, đúng không? Mắc thì không. Thật ra đấy, mua đất mà anh chị nói là mua đất rẻ thì không có đất rẻ đâu anh chị ạ, đó chỉ có giá hợp lý thôi chứ không có cây nào rẻ cả. À, nhớ anh chị hỏi em kiếm đất rẻ cho anh, mình cũng xin mạn phép là nói thẳng luôn là không có đất rẻ. Ông chủ bán ông cũng hỏi giá, anh chị mua anh chị cũng phải hỏi giá đấy, nên là giá hợp lý thôi, mình bớt cho nhau được bao nhiêu tiền thôi, chứ còn hoặc là người ta kẹp tiền người ta bán thấp hơn thị trường thôi, giá hợp lý thôi chứ là giá rẻ thì không có anh chị nhá, giá hợp lý anh chị ha. Không có một miếng đá bàn nào, không có một miếng, không có một cái hòn đá nào bên dưới đất này cả. Đó. Vậy đó, nên là trồng cây ở đây cái rễ cây ấy, nó mới đâm sâu xuống lòng đất, nó mới giữ được cái cây cho nó cứng cáp được, với lại nó đi hút được nhiều cái chất dinh dưỡng hơn. Đó. Mặt 190m này. Đó, như vừa tôi có chia sẻ bên này là 80m, coi như là vừa đây tôi đi là hết đất rồi anh chị nhá. Bây giờ thì tôi nhắc lại. Đất của mình là có cái diện tích là 1,4 ha. Hai mặt đường, một bên là 190m, một bên là 80m. Trên đất thì người ta trồng toàn bộ là sầu riêng hết. Chỉ có vài cây bơ với một hai cây gì nhỉ? Chôm chôm này anh chị ạ. Đấy. Bên này 200m là gặp đường nhựa liên xã. Bên này 6 đến 700m là gặp đường nhựa liên tỉnh. Đó. Và cái giá bán của một mẫu tư này là 3 tỷ anh chị nhá, có thương lượng. Thì mọi thông tin về cái miếng đất này, anh chị cứ liên hệ cho mình qua số điện thoại là 0918 645 130 anh chị nhá. Ngoài ra anh chị có thể truy cập website công ty chúng tôi là cvtland.com để lựa chọn tìm kiếm những sản phẩm phù hợp với túi tiền cũng như là mục đích sử dụng đất của mình anh chị nhá. Một lần nữa, cảm ơn anh chị đã xem video và nhớ ấn chuông đăng ký kênh của cvtland để nhận được những sản phẩm mới từ công ty chúng tôi. Rất nhiều sản phẩm mới từ giờ đến đầu tuần sau anh chị nhé. Cảm ơn anh chị đã xem video.